Tiền, bà Tân Vlog kiếm được 300 triệu. Bà Tân, tên thật Nguyễn Thị Tân, 61 tuổi, là một trong những YouTuber nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Người phụ nữ này đã trở thành một hiện tượng mạng khi kênh bà Tân Vlog lọt vào top 3 kênh YouTube đạt nút vàng, 1 triệu người theo dõi, nhanh nhất thế giới. YouTube có cơ chế chia sẻ doanh thu quảng cáo với các nhà sản xuất nội dung. Khoản tiền này sẽ được dịch vụ Google AdSense chi trả hàng tháng. Nếu chủ nhân của kênh đạt được doanh thu từ $100 trở lên và có trên 10.000 người theo dõi, càng nhiều lượt xem, các nhà sản xuất nội dung sẽ càng kiếm được nhiều tiền từ YouTube. Với việc được YouTube bật kiếm tiền từ 7 tháng 6 sang đến đầu tháng 7, bà Tân sẽ lần đầu tiên nhận được doanh thu từ nền tảng chia sẻ video này. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube bà Tân Vlog đang có khoảng 2,68 triệu người theo dõi. Số liệu thống kê của trang Social Blade cho thấy, trong 30 ngày gần nhất, lượng người theo dõi khổng lồ này đem lại cho kênh bà Tân Vlog khoảng 61,58 triệu lượt xem. Với 61,58 triệu lượt xem trên tháng, bằng một phép tính đơn giản, kênh YouTube bà Tân Vlog sẽ có thu nhập 18.474 đô la Mỹ. Theo anh Hưng, con trai bà Tân, 15% của khoản tiền này sẽ được trả cho mạng đa kênh MCN để được bảo vệ bản quyền nội dung. Lúc này, bà Tân sẽ chỉ nhận được 85% của số tiền 18.474 đô la Mỹ, tức khoảng 15.703 đô la Mỹ. Như vậy, giả sử chỉ số RPM của kênh YouTube bà Tân Vlog là 0,3 đô la Mỹ trên 1.000 lượt xem. Với tỷ giá hiện tại, thu nhập từ YouTube của bà Tân trong khoảng một tháng qua sẽ là 363,4 triệu đồng.